Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Trong chương trình ca nhạc Sing for Our Hero, gây quỹ cho những người đang ở tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 được tổ chức tại đài SPTN do hai tổ chức từ thiện Việt Nam Rise và Bến Em Đang Có Ta đứng ra đảm trách, đã nhận được 200.390 đô la từ cộng đồng Việt Nam khắp nơi, đa số tại Hoa Kỳ ủng hộ. Và tất cả số tiền gây quỹ đã được dùng để đặt mua các thiết bị như khẩu trang y tế, khẩu trang KN95, bao tay và tấm che mặt. Và các số này đã được chuyển tới 11 bệnh viện tại New York, Washington DC, Massachusetts, Texas và California. Và trong đợt hàng nhập về ngày 12 tháng 5 tại Studio Anh Bằng, nhiều nhân viên của đài cũng như hai tổ chức đã bắt tay vào công việc khiêng hàng, kiểm hàng và đi gửi hàng. Mặc dù công việc của mọi người đang bận rộn, nhưng mỗi người đã phụ vào một tay. Nhân dịp này chúng tôi đã được nhạc sĩ Trúc Hồ, tổng giám đốc của SPTN cho biết. Thì trong cái chương trình Sing for Our Hero á, thì chúng ta mua những cái đồ mà có ba loại chúng ta mua. Thứ nhất là loại mask mà KN95 là nó phải được FDA approve. Cái đó chúng ta đã mua được 40.000 cái và chúng ta đã gửi một số bệnh viện, đã gửi hôm qua và bữa nay sẽ gửi nữa. Và ngày hôm nay chúng ta về được 83.000 cái surgical mask. Surgical mask là cái loại mà nó có 4 layer đó. Thì chúng ta cũng chuẩn bị gửi đi. Thì những cái đồng tiền của khán giả mà chúng ta giúp đỡ để chúng ta mua những gì cho đồ cần thiết cho bác sĩ y tá, chúng ta đang làm. Và chúng ta làm tới đâu thì chúng ta sẽ phổ biến thông tin trên những giờ tin tức và cũng như là SPTN Morning. Cái đóng nguyên cái khối hàng 83.000 khẩu trang này. Mấy cái này hiện giờ không phải dễ tìm. Nhưng mà nhờ chúng ta là đài SPTN nên chúng ta cũng có quen một số người. Cũng số hàng lấy từ chỗ này. Mà cái hàng 83.000 này cũng từ anh Mai Phi Long. Anh biết chỗ mà để mà mua được cái giá nó tương đối là không có mắc. Bây giờ người ta hay lên giá để người ta ép mình mua. Nhưng mà nếu mà mình quen những cái nơi mà mình biết, thứ nhất là họ mang tới cho mình rồi mình mới trả tiền. Chứ nhiều khi mà mình mua những cái chỗ mà bây giờ nó nói là nó sẽ ship về rồi, nó nguy hiểm lắm. Cái tiền của khán giả, cho nên mình phải cẩn thận. Tất nhiên là mình nhận được mask thì mình mới trả tiền. Thì chúng ta đã trải qua cái thời gian khó khăn đó, chúng ta đã có được mask và đang gửi. Như vậy là những chỗ mà cung cấp mask cho đài SPTN, SPTN mua lại nghĩa là người ta cũng đẩy một cái giá tương đối, tại vì người ta biết SPTN đang làm cái việc thiện. Dạ đúng vậy, họ để mình cái giá hầu như là họ quen, họ giới thiệu mua cho họ không ăn tiền lời. Cho nên cái giá nó so với những cái chỗ mà họ buôn bán thì cái giá mình mua tương đối đúng giá, rẻ hơn. Và cái quan trọng nhất là những cái hàng nó phải tốt. Cái hàng cái mà Trúc Hồ đang mang cũng như anh đang mang là KN95 á, là một cái loại mask mà được FDA chứng nhận là xài được ở bệnh viện Hoa Kỳ, thì cái đó là chúng ta phải bắt buộc cái tiêu chuẩn nó phải như vậy. Kính thưa quý khán giả, sau khi những vật dụng bảo hộ y tế về tới kho của đài SPTN thì đã có những đơn vị y tế của các quận trong Orange County tới nhận hàng. Và sau đây chúng tôi xin giới thiệu hai bác sĩ đến từ bệnh viện Kaiser của Downey. Xin hai chị cho biết cái danh cũng như là cái cảm nghĩ của hai chị khi nhận cái số mà khẩu trang bảo hộ y tế này. Dạ thưa, đây là bác sĩ Christine Phạm từ Kaiser Downey Medical Center. Thì hôm nay tới văn phòng SBTN của anh Trúc Hồ để nhận cái donation, cái quà tặng của cho những cái khẩu trang để mà chống lại bệnh dịch, thì rất là cảm ơn anh Trúc Hồ, em Trinity của Rise Organization
đã cho chúng tôi, những bác sĩ, những y tá ở hàng đầu được một cái sự bảo vệ mà chúng tôi rất cần. Thành ra thật là rất là cảm ơn. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Jennifer Trâm Nguyễn, cũng làm ở Downey Hospital. Hôm nay tụi em được đến nhận quà của SBTN của anh Trúc Hồ. Em rất là cảm động bởi vì để giúp đỡ những người bác sĩ và những cô y tá có thể làm việc và feel very safe. Chúng em lúc nào cũng được gọi là hero, nhưng mà thật sự anh Trúc Hồ và company là rất là unsung hero, tức là những người đã âm thầm giúp đỡ, và tụi em cảm thấy rất là cảm động. Kính thưa quý khán giả, trong các đơn vị bệnh viện tới nhận khẩu trang bảo hộ y tế, chúng tôi sẽ nhận thấy có bác sĩ Mai Khanh là một người đại diện của trong một trong những bệnh viện tại vùng Orange County. Xin chào bác sĩ. Thật ra là Mai Khanh chỉ giúp cho những số người y tá, là bác sĩ và mấy người chuyên môn về respiratory therapist ở hai nhà thương, đó là ở Orange County. Hai nhà thương đó là Orange Coast Memorial Hospital ở Fountain Valley và Fountain Valley Regional Hospital. Và đây là hai cái nhà thương mà tất cả những người trong cộng đồng đã giúp, không phải là chỉ giúp khẩu trang mà đã giúp như là tụi này cho lunches. Cứ đầu tuần, mỗi tuần là có đồ ăn lunch cho mấy người y tá trong hai cái floor, COVID floor ở bên nhà thương Orange Coast, là có cái telemetry unit là toàn là những người mà có bệnh COVID, khoảng 10 đến 15 người đó nha. Và trong cái số đó mà vì Mai Khanh nghĩ đó là những người y tá là người rất là quan trọng trong cái sự săn sóc của những bệnh nhân COVID, thì những y tá đó cần những cái khẩu trang như là SPN và Viet Rising đã giúp. Thì cái đó là cái cách mà mình có thể mình giúp cho những người y tá và những người mà đang giúp cho bệnh nhân đó giữ được bảo vệ họ hơn. Tại vì như là ở Orange Coast Telemetry đó, 25% của những người y tá đã bị COVID. Trong số đó có 3 người đã vào nhập viện tại vì bị COVID, và 1 người y tá đã phải lên máy thở vì bệnh COVID. Làm mình tất cả cộng đồng chúng ta phải tiếp tục, mình phải giúp đỡ tất cả những người y tá này để mà có những cái protective gear như là cái khẩu trang. Nhân cơ hội này thì bác sĩ Mai Khanh có thể nói là gì với bên em đang có ta cũng như là Việt Nam Rai, và nhất là những đồng hương đã có đóng góp một phần nào vào cái chương trình này? Ồ, trời ơi, chắc chắn là tất cả chúng ta trong ngành y đó rất là cảm ơn và rất là mến những người trong cộng đồng Việt Nam mình đã tiếp tục giúp đỡ cho những người healthcare providers. Mà đây là Mai Khanh nghĩ là những người y tá là mấy người heroes cho cộng đồng mình. Thì thấy cái sự mà cái sự hunger, Mai Khanh nghĩ là đây là một cái hunger. Hunger mà tất cả chúng ta muốn tỏ cái ơn. Làm nhiều khi mình không biết cách nào để mình tỏ ơn, thì cái khẩu trang là cái mà cái most effective nhất để mà mình cảm ơn họ và mình tiếp tục bảo vệ họ để mà họ có thể săn sóc chúng ta. Phan Đại Nam tường trình từ studio Ánh Bằng của đài truyền hình SBTN, thành phố Garden Grove, Nam California. Xem SBTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có $9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.